Hello, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Sàn Ô tô Mỹ Đình và em là Nam Bin. Địa chỉ của Sàn Ô tô Mỹ Đình nằm tại số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Và đơn vị bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe siêu chất, siêu lướt đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì em Nam Bin sẽ cập nhật báo giá toàn bộ thông tin chi tiết những chiếc xe hiện tại đang có sẵn tại Sàn Ô tô Mỹ Đình để cho quý vị anh chị và các bạn có thể theo dõi cũng như là đưa ra quyết định lựa chọn sở hữu cho mình một chiếc xe ưng ý nhất nhé. Và đây chính là một chiếc xe siêu siêu lướt vừa mới đáp bến Sàn Ô tô Mỹ Đình. Chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium sản xuất và đăng ký 2023. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 5.000 km thôi. Và đây là thế hệ 6.5 nhé quý vị. Đó, một chiếc xe siêu mới luôn. Nội thất xe còn căng đét, không khác gì xe đang nằm tại hãng cả. Và giá cho chiếc xe này sẽ là 865 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Đó, bản 2.0 Premium, sơn zin 100% luôn, sản xuất và đăng ký 2023, 5.000 km. Giá cho chiếc xe này là 865 triệu quý vị anh chị nhé. Tiếp đến là một cái mẫu xe trong phân khúc gầm cao 5+2 chỗ với tầm giá loanh quanh 700 triệu. Một chiếc xe cũng rất là hợp lý trong tầm giá cũng như là phong cách hiện đại và kiểu dáng rất là đẹp mắt. Một chiếc xe đến từ nước Pháp, Peugeot 5008 phiên bản Allure, sản xuất và đăng ký 2018. Xe một chủ mua mới sử dụng từ đầu, lăn bánh 7 vạn zin km nhé. Xe đã được trang bị rất nhiều option thêm như là cam hành trình rồi cảm biến áp suất lốp rồi. Và chiếc 5008 màu trắng nội thất đen này thì sẽ có giá là 710 triệu nhé, 710 triệu cho chiếc 5008 này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái mẫu xe MPV, một chiếc xe mà Sàn Ô tô Mỹ Đình của em Nam Bin bán cũng rất là nhiều và hiện tại ở thời điểm này cũng đang rất là hot. Đó chính là chiếc Kia Carnival phiên bản 2.2 máy dầu Signature, bản cao cấp nhất, được trang bị một cái ngoại thất màu xanh đen hay còn gọi là xanh carbonside, cũng rất là đẹp mắt và nhã nhặn, thì cái màu này rất là trầm tính này. Nội thất là ghế màu nâu da bò. Xe thì lăn bánh được 5 vạn zin km, một chủ từ đầu. Xe là biển số gốc Hưng Yên, thì hiện tại em vẫn chưa rút hồ sơ. Nếu như các bác nào ở Hưng Yên mà cần một chiếc xe này để sử dụng gia đình hoặc là chạy dịch vụ thì lên ngay, em để lại luôn cho các bác nhé. Chiếc xe này sẽ có giá là 1 tỷ 325 triệu, giá rất hợp lý ở thời điểm hiện tại. Đó. Tiếp đến là chúng ta có một cái xe crossover gầm cao 5 chỗ, chiếc Toyota Corolla Cross sản xuất và đăng ký 2021 phiên bản 1.8V. Chiếc xe này lăn bánh đúng 28.000 km, tức là 2.8 vạn, màu trắng nội thất đỏ nhé. Cái nội thất đỏ của chiếc xe này cũng rất là hiếm nhé. Đó, nội thất đỏ 2.8 vạn km thì xe cũng còn rất là chất. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 765 triệu đồng tại Sàn Ô tô Mỹ Đình nhé, màu trắng. Peugeot, hiện tại Peugeot thì em Nam Bin đang sẵn rất là nhiều. Đây là chiếc 2008 phiên bản GT, sản xuất và đăng ký 2022, lăn bánh được 36.000 km, nội thất màu đen, ngoại thất cũng là màu đen và tất cả lốp lát theo xe nguyên bản 100%. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 705 triệu nhé, 705 triệu cho chiếc xe này. Ngay bên cạnh đây là một chiếc xe đàn anh của 2008. Đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure, sản xuất và đăng ký 2022. Km của chiếc xe này zin 4 vạn 9 km nhé quý vị anh chị nhé. Em Nam Bin để nguyên km zin bởi vì xe còn bảo hành trong hãng cũng như là được bảo hành thước lái, lỗi của nhà sản xuất nên là km là để nguyên và không có tua hay là đưa về. Và chiếc xe này cũng là một chủ mua mới sử dụng từ đầu, em đã rút hồ sơ gốc rồi. Màu trắng, nội thất đen, bản Allure là bản giữa. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 865 triệu tại Sàn Ô tô Mỹ Đình. Với tầm giá loanh quanh khoảng hơn 700 triệu một chút thì đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng đặc biệt, là bản full của năm 2017, máy xăng. Chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn km zin, một chủ từ đầu. Đó, chiếc xe này thì màu trắng, nội thất kem. Giá cho chiếc xe này là 725 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Rất rất mới và chất. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó chính là chiếc Honda CR-V. Chiếc xe này là phiên bản L, sản xuất và đăng ký 2019, lăn bánh được 4 vạn km zin, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, màu đen, nội thất đen, lốp lát theo xe nguyên bản nhé quý vị anh chị nhé, lốp Michelin nguyên bản này.
Sơn của chiếc xe này còn zin rất là nhiều, gần như là toàn bộ xe sơn zin 4 vạn km. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với một cái mức giá là 828 triệu ạ. Đó. Ở đây thì em có một chiếc Ford Everest, một chiếc xe sản xuất và đăng ký 2022. Đây là bản máy dầu một cầu số tự động, màu trắng, nội thất đen. Xe lăn bánh được hơn 3 vạn km. Chiếc xe này sẽ có giá là 1 tỷ 035 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Ford Everest, máy dầu một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký 2022, màu trắng, nội thất đen, hơn 3 vạn km. Rất mới và chất ạ. Phía trong đây thì em có chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là phiên bản máy dầu cao cấp, sản xuất và đăng ký 2021, model 2022, màu đỏ mận, nội thất là ghế da hai màu. Và chiếc xe lăn bánh được hơn 3 vạn km. Giá cho chiếc xe này là 1 tỷ 090 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Hyundai Santa Fe máy dầu cao cấp model 2022, 1 tỷ 090 triệu. Một mã hàng Honda CR-V tiếp theo này. Em đang có sẵn 3 chiếc Honda CR-V. Và chiếc xe này của em là phiên bản lắp ráp tại Việt Nam, có hệ thống iSensing, an toàn, phanh khoảng cách. Và em xin được giới thiệu đây là chiếc Honda CR-V phiên bản L, sản xuất và đăng ký 2020. Xe thì lăn bánh được, chiếc xe này của em lăn bánh được 3 vạn km zin, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và giá cho chiếc xe này sẽ là 880 triệu nha quý vị anh chị nhé, 880 triệu. Ngoài ra thì em đang có sẵn thêm một chiếc Honda CR-V L2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, màu trắng, lăn bánh được 5 vạn rưỡi km, đang cho đi dọn dẹp spa, nội thất và máy móc. Thì sau khi xe về em sẽ lên sóng một cái clip riêng để giới thiệu về chiếc Honda CR-V đó. Chiếc đó cũng có giá là 828 triệu tại sàn ô tô Mỹ Đình. Đây là một chiếc xe vừa mới về này, chiếc VinFast Lux SA 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký 2022. Đây là bản cao cấp nhất của VinFast Lux SA nhé quý vị anh chị nhé. Xe được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất là ghế màu nâu da bò. Xe thì lăn bánh được 45.000 km, tức là 4 vạn rưỡi. Và giá của chiếc xe này sẽ là 925 triệu cho chiếc VinFast Lux SA 2.0 Turbo Premium 2022 này, màu đen, một chiếc xe rất mới và chất ạ. Rồi chúng ta cùng đến với những cái mẫu xe tiếp theo. Ở đây em có chiếc Kia Sonet, Kia Seltos. Đây là chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium, sản xuất và đăng ký 2021, màu cam, nội thất kem. Và chiếc xe lăn bánh được 48.000 km zin, biển số gốc Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này sẽ có giá là 620 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Màu cam rất là nổi bật và rực rỡ. Đó, cá tính luôn. Đây, chiếc Ford Everest tiếp theo em đang có sẵn đây. Ngoài ra thì em có thêm một chiếc Everest màu đen 2021 phiên bản máy dầu một cầu số tự động nữa. Xe đã hạ lồng tại thủ đô, đang cho dọn máy và dọn nội thất ạ. Còn đây là chiếc Ford Everest máy dầu một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký 2020, lăn bánh 36.000 km, một chủ từ đầu, màu đỏ mận, nội thất màu đen. Và chiếc xe này thì có giá là 935 triệu nha quý vị anh chị nhé, 935 triệu 2020, máy dầu một cầu số tự động. Và đây là một chiếc xe cũng siêu lướt này. Đây là chiếc Toyota Corolla Cross, sản xuất và đăng ký 2023, lăn bánh 16.000 km, một chủ từ đầu. Chiếc xe còn nguyên zin, 100% sơn zin cả xe, nội thất màu đen. Và chiếc xe đúng 16.000 km, rất mới ạ, lốp Michelin còn nguyên ta lông này, rất là dày. Chiếc xe này thì sẽ có giá là 850 triệu nhé quý vị anh chị nhé, 850 triệu. Và đây là phiên bản 1.8V 2023 luôn, 850 triệu. À em xin lỗi, 835 triệu cho chiếc xe Corolla Cross 2023 1.8V 16.000 km. Ở đây thì em có một chiếc Kia Sportage phiên bản máy dầu Signature, màu xanh dương, siêu lướt, sản xuất và đăng ký 2023, 9.000 km nhé quý vị anh chị nhé. Mà giá của chiếc xe này ở thời điểm này em đang pin để một cái giá cực kỳ hấp dẫn, 955 triệu. Kia Sportage phiên bản 2.0D Signature, máy dầu cao cấp, sản xuất và đăng ký 2023, màu xanh dương, 955 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Và hiện tại thì
em Nam Bin đang sẵn hai chiếc Toyota Corolla Cross, chiếc 21 em đã giới thiệu rồi, và vừa rồi là chiếc 2023 đó, màu trắng luôn, một chiếc nội thất đỏ và một chiếc nội thất đen. Tiếp tục là một chiếc Peugeot nữa nhé, một chiếc Peugeot với gam màu ngoại thất rất là nổi bật này, Peugeot 3008 phiên bản GT, sản xuất và đăng ký 2022, lăn bánh được hơn 3 vạn km, ngoại thất là màu cam, nội thất là ghế da màu ghi màu nâu. Chiếc xe này thì có giá là 945 triệu tại sàn ô tô Mỹ Đình. Đó. Đây là chiếc Kia Sorento này, em nhận cọc rồi này, xe đỗ phải chật hết cả lối đi rồi. Anh quay giúp em cái chiếc kia nào, kia là chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu, sản xuất và đăng ký 2017, lăn bánh đúng 63.000 km, zin full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và chiếc xe này thì có giá 740 triệu nhé, 740 triệu cho chiếc Toyota Fortuner máy xăng một cầu 2017, zin 6.3 km. Đó. Và tất cả những cái chiếc xe mà em để ở trong hầm kia thì là những chiếc xe mà em đã nhận cọc của khách hàng rồi. Mazda CX-5 2019 này, Peugeot 2008 2021 2000 km này, Kia Seltos này. Xin mời anh đi tiếp cùng em vào đây, em còn một chiếc xe nữa trong này vẫn chưa bán đâu. Thật sự là không có một cái mặt bằng rộng rãi hơn nữa để có thể bày xe. Xe nhà em Nam Bin cũng như sàn ô tô Mỹ Đình thì lúc nào cũng khoảng 3-40 đầu xe để phục vụ mọi người. Đây, em có thêm một chiếc xe này nữa nhé. Đó chính là chiếc Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium, sản xuất và đăng ký 2019, zin 7 vạn km và full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chiếc xe này của em là biển số gốc Hà Nội và em đã cho thu hồi rút hồ sơ gốc rồi. Giá cho chiếc xe này sẽ là 468 triệu nhé quý vị anh chị nhé. Có một số bác đã gọi hỏi em chiếc xe này rồi, nhưng mà chúng ta cứ phải đến xem xe trực tiếp và kiểm tra chất lượng xe, sau đó sẽ bàn về giá cả thì sẽ hay hơn. Là trả giá qua điện thoại rất khó vào việc. Vẫn còn rất nhiều xe đang trên đường về sàn ô tô Mỹ Đình, em Nam Bin sẽ cập nhật sau. Chiếc Mazda 3 1.5 Luxury 2022 màu đỏ pha lê, chiếc xe này thì sẽ có giá là 600 triệu nhé, 600 triệu cho chiếc Mazda 3 1.5 Luxury 2022 này. Xe lăn bánh khoảng hơn 3 vạn km thôi, rất mới á. Toàn bộ những chiếc xe có sẵn hiện tại đang nằm tại sàn ô tô Mỹ Đình thì em Nam Bin cũng đã giới thiệu thông tin chi tiết cũng như là báo giá tốt nhất để cho mọi người có thể tham khảo và có thể đến ngay để xem xe, lái thử và cảm nhận rồi. Tất cả xe của em Nam Bin khi bán ra đều có cam kết bằng văn bản là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản và hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không có phạt nguội, và có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm cho tất cả những cái mặt hàng xe mà em Nam Bin bày bán tại đây. Em Nam Bin rất mong được sự ủng hộ của quý vị khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn.